Trong video này á mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sạc pin cho điện thoại nha các bạn Sạc pin đó các bạn mua một cục pin mới nha Cái pin mà ví dụ các bạn uh, mua một cái máy chiếc máy cái điện thoại mới Hoặc là các bạn uh, Pin điện thoại trong trong điện thoại bạn, các bạn Nó bị uh, chai pin nè Bị pin phù nè Pin phòng nè Hoặc là sạc không vào pin đó các bạn Nói chung là bị lỗi, bị lỗi cục pin đó các bạn ra cơ cửa hàng các bạn mua cục pin mới nha hoặc là các bạn nhờ người ta thay pin đó tại vì bên trong đây nó sẽ chơi trong nhà sản xuất người ta sẽ tích chữ một cái có sạc nạp sẵn cho mình đó là một lượng điện nhất định nha các bạn sau khi các bạn mua pin đó mới về các bạn sử dụng sao các bạn nên sạc như thế nào các bạn gắn gắn pin lại như gắn pin vô trong điện thoại nha các bạn rồi các bạn áp dụng cho mình cái phương pháp là ba lần 8 tiếng nha các bạn sạc 3 lần 8 tiếng nha, 3 lần đầu tiên nha các bạn. Cái cách sạc á, là các bạn như các bạn ngắm cắm như điện thoại nha. Để các bạn sạc nha. Các bạn sạc cắm sạc vô. Nó sẽ báo nó báo sạc pin nha các bạn. Đó, báo đang sạc pin các bạn đã chừng tà khoảng 8 tiếng sau nha. Tức là là ba lần sạc đầu tiên á. Các bạn để chờ để chừng khoảng 8 tiếng 8 đến 10 tiếng sau rồi sau đó các bạn rút ra điện thoại ra nha các bạn rút cái điện thoại này ra các bạn sử dụng sử dụng sao cho nó tắt màn hình luôn nha cho nó cạn pin hết pin tắt màn hình là bò mà không lên nguồn nữa nha các bạn sau đó các bạn để một lúc khoảng uh, tầm 2-3 phút vậy đó các bạn để cho pin uh, pin tự bị xài ấy uh, cho, cho 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 nó nguội bớt nha các bạn nó nguội bớt xong rồi các bạn cấm tiếp một cấm sạc cấm sạc vô cấm sạc vô các bạn xài khoảng cấm khoảng 8 đến 10 tiếng sau nha các bạn Nhưng mà là các bạn làm ba lần đầu tiên á ba lần đầu tiên mà các bạn khi các bạn sử dụng mua pin mới về thay á thì các bạn nên cấm sạc ba lần 8 tiếng cho mình nha rồi và sau quá sau quá ba qua ba lần đầu tiên á thì các bạn có thể xài khoảng 10 khoảng tầm 15 20 phần còn lại á cái dung lượng pin nó còn lại khoảng khoảng 10 phần trăm cũng được 10 trăm là các bạn cắm sạc vô các bạn xài được rồi xài là xài bình thường được nha các bạn ở trong quá trình xài các bạn nếu mà không có gì mà quan trọng lắm á các bạn nên hạn chế nha C các bạn nên ví dụ các bạn cắm sạc vô các bạn nên tắt nguồn đi tắt nguồn pin đầy rút ra thôi nếu các bạn hạn chế là các bạn vừa nếu mà không có gì quan trọng đó, các bạn hạn chế là không nên vừa xài vừa sạc điện thoại nha các bạn thứ nhất nó làm nóng pin nóng máy nha các bạn đây nè pin á, cục pin của mình đó, nó sẽ nóng lên ha cái xe pin bên trong nó nóng rồi nó dễ bị phòng bị phù nha các bạn thì mỗi cái cái xe pin này á nó sẽ được thiết kế cái deadline các bạn cái, cái nó dùng cái, cái vòng đời là cái cái tuổi thọ của nó nha các bạn nó nó bên nhận xuất người ta sẽ quy định khoảng tầm bao nhiêu lần sạc nha các bạn bao nhiêu lần nạp nạp xả nạp xả mà các bạn cứ vừa xài điện thoại mà các bạn vừa cắm vừa, vừa sạc á là thứ nhất là nó làm giảm của tuổi thọ của pin nha các bạn còn cái thứ hai á là nó sẽ làm cho cái pin này nhanh phù nha các bạn nó phù nó nổ pin đó nổ pin rồi nổ nó nổ điện thoại luôn nha cái này rất nguy hiểm nha nên uh, nhất là các bạn uh, game thủ á, hay chơi game á nên mình khuyên các bạn hạn chế cái trong nếu không cần thiết á thì các bạn nên cái cắm sạc vô cắm sạc vô sạc đầy sạc cho đầy thôi mà các bạn mới lấy ra các bạn sử dụng là ok chứ còn không nên mình không nên uh, lấy cục vừa, vừa, vừa lấy cục sạc mình vừa sạc pin mà vừa uh, sử dụng điện thoại nha các bạn nó sẽ làm pin với điện thoại nóng lên nha có thể gây nổ nha các bạn rồi giảm cái tụ giảm tuổi thọ của pin luôn nha cái pin này các bạn các bạn nhìn nè bây giờ hiện tại uh, mấy cái cho dù cái máy các bạn mấy cỏ mấy cùi bắp các bạn mấy cùi bắp là mấy smart dòng smartphone đó cái dung lượng của nó giờ nó càng càng ngày càng lớn nha các bạn. Đây nè, pin này pin Nokia Còn cái này pin pin Samsung nha các bạn, mấy tính bản nha. Galaxy các bạn. Lithium nha các bạn, lithium này là lithium nha các bạn, ion Pin lithium hết nha. Cái xe pin cho bên trong nha các bạn. Hoặc là mấy cái pin của iPhone cũng đợi nha các bạn. Đây nè, pin iPhone là các bạn. Cái cách sạc 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 là cũng ba lần 8 tiếng hết nha các bạn sạc tương tự ha hoặc là cái, các bạn dùng cái smartwatch đó, các bạn để cái đồng hồ thông minh đó. hoặc là mấy cái máy máy ipad đó các bạn Mấy lớn á đa phần nó dùng là xài pin li nha các bạn nên các bạn cứ sạc sau ba lần ba ba lần đầu là 8 tiếng cho mình nha mỗi lần đầu á các bạn xài sạc trong quá trình sạc các bạn nên hạn chế sử dụng nha pin cạn các bạn xài cho hết pin nó cạn hết luôn nó cạn hết pin nó tắt màn hình nha các bạn tắt màn hình mà các bạn cắm bắt đầu cấm để cho nó nguội với rồi một cái cắm sạc vô nha cắm sạc vô cho nó sạc bạn trong quá trình sạc các bạn đừng sử dụng đó khoảng tầm 8 tiếng sau nha các bạn 8 tiếng sau rồi các bạn uh, lấy điện thoại ra các bạn xài ha xài xong rồi xài cho nó cạn pin tắt màn hình luôn nha cái màn hình này nó tắt luôn rồi các bạn tiếp tục các bạn để một chút xíu rồi các bạn cắm vô sạc 8 tiếng sau đừng có xài ha là cái này uh, cái nguyên tắc là 3 lần 8 tiếng nha các bạn 3 lần 8 tiếng này cho cái miếng xe pin đó các bạn. Xe pin này cho nó nở ra nha. mới xe pin bên trong nó nở ra nó 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 tăng cái dung lượng lên nha các bạn. Là 3 lần đầu thôi nha. Còn lần sau là các bạn sạc bình thường nha, không có vấn đề gì hết đó. Và tất cả các loại pin luôn nha các bạn. Pin lithium uh, ly ông nữa các bạn. Cho các dòng máy uh, smartphone đó, hiện tại bây giờ uh, nó design y hệt vậy nha. Nên các bạn cứ áp dụng cho mình cứ ba nguyên tắc là ba lần đầu 8 tiếng, rồi lần thứ sau á là các bạn xài khoảng khoảng tầm 10 á hoặc 15 hoặc 20 á à, là pin gần cạn thì các bạn cứ sao cấm cho xài ha xài sạc cho đầy đầy mà các bạn rút ra ha rút ra để ấy nha các bạn không nên vừa vừa sạc điện thoại mà vừa sử dụng pin nha sử dụng mà xài á nhất là chơi game nha nó sẽ là dễ làm nóng máy mà hư pin thiết là tụ giảm giảm tuổi họ của pin là thứ hai dễ bị dễ bị nổ pin nha các bạn Rồi Chờ trong video trước các bạn Trong video trên kênh của mình á Mình có đề cập vấn đề mà cũng sạc pin nha các bạn Nhờ các bạn hiện tại á Dòng smartphone đó các bạn Các bạn qua, chú ý đó, các bạn Nhiều bạn hay chú ý đến cái vấn đề mà sạc nhanh nha các bạn Sạc nhanh Các bạn mua một củ sạc cho ngoài thị trường nha Củ sạc chứ là của hãng Oppo Oppo hoặc là Samsung hoặc là của bất kỳ hãng nào các bạn Xiaomi đó. cái thứ nhất các bạn quan tâm cho mình đó, có là cái cái điện thoại các bạn cái điện thoại mà trên đây nè cái điện thoại nó phải support là hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn nên mình mới có chức năng sạc nhanh nha còn cái thứ hai á là các bạn chú ý đến công suất nha các bạn có mua các bạn mua một củ sạc á củ sạc là trên, trên 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 tem này các bạn nó sẽ ghi cái công suất cho mình nha bình thường á giờ hiện tại là dòng có thể cái công suất của nó hai mươi mấy watt các bạn hai mươi mấy watt năm mươi mấy có khi có loại 55 mươi watt các bạn ở đây á, mình sẽ nói về cái công suất nha các bạn Đây nè Ở đây là cái công suất cục xe nhanh nha các bạn Các bạn chú ý cho mình cái công suất nha Ngoài cái đại lượng á, đại lượng thứ nhất là đại lượng U các bạn U là cường hiệu điện thế nha các bạn Cái điện áp đi đầu ra nha các bạn Nó có thể lên mười mấy vô nha các bạn 9V hoặc là mười mấy vô, 12V ha Rồi rồi các bạn để ý cái dòng cường độ dòng điện nha các bạn. cường độ điện nó sẽ sang bình thường sao bình thường á cường độ điện nó dưới một ampe khoảng một ampe nha các bạn một 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 phẩy năm có nhiều cái hai ampe còn cái cục sạc nhanh các bạn nó sẽ tăng dòng nó tăng dòng nó tăng lên là khoảng ba ba ampe hoặc năm ampe nha các bạn mục mục đích là mục đích có nó tăng uh, cục sạc nhanh đó nó tăng là gì nó tăng một là có nhiều cái hãng tùy hãng các bạn Apple có nó có thể nó Apple đó, nó sẽ tăng dòng điện nha các bạn nó sẽ tăng cường độ dòng điện lên ha, Còn samsung nó tăng điện áp lên nha các bạn. Mục đích của nó là gì? Nó sẽ tăng đưa cái lượng điện các bạn, đưa cái lượng điện mà từ cục sạc á, nó đưa vô sạc cho mấy cục pin này nè, đưa lượng điện, nó làm rút ngắn cái thời gian sạc nha các bạn. Là các bạn trên trên cái tem này nè, trên tem này á, nó sẽ ghi nha các bạn, nó sẽ ghi một là cường độ dòng điện, hai là điện áp nha các bạn là các bạn nhìn thấy khác biệt so với cục thạch thông thường nha như ví dụ như cường độ điện nó sẽ tăng lên thành 3 3 amp, 5 a cái thứ hai á, là cái điện áp các bạn cái điện áp ở nó sẽ tăng lên có nhiều khi nó chưa lên 9 v hoặc 12 v nha các bạn các bạn quan tâm hai yếu tố này cho mình còn cái yếu tố thứ ba là tính cái công suất nha các bạn tại vì trên mỗi cục sạc nó ghi công suất nha các bạn tính công suất á cái công suất của nó càng lớn á cái công suất càng lớn thì thời gian sạc pin nó càng càng đầy đầy nhanh nha các bạn nó rút ngắn cái thời gian sạc nha như cái ví dụ cục sạc à, khoảng 20 mươi mấy w đó các bạn ví dụ mình mình ví dụ nha trong thời gian 30 phút á, là các bạn sạc á, nó sẽ được khoảng 55% phần trăm nha các bạn nó tầm năm phần trăm nhưng mà đối với cục sạc mà có công suất nó lớn hơn các bạn đây nè cái công suất này mà nó tăng lên các bạn cái này tí là thuận nha là u tăng lên hoặc y tăng lên nha các bạn hai cái này tăng lên hết nha là cái thời gian á cái thời gian thời gian sạc á nè các bạn dưới cái thời gian sạc này giảm xuống nha các bạn giảm xuống nha thời gian sạc giảm xuống cái công suất nó càng tăng lên đó thì thời gian nó càng giảm xuống nha các bạn nếu các bạn giờ khi các bạn mua cục sạc á các bạn chú ý đến công cái công suất cho mình nha ví dụ cùng một hãng đi của Apple đi nên các bạn nếu mà các bạn muốn đó, thời gian sạc mà nó nó nhanh hơn á các bạn chọn cho một cái, cái công suất lớn nha cái công suất lớn nè nó sẽ ảnh hưởng đến ví dụ nó, lúc đó nó cái dòng điện hoặc điện áp nó tăng lên cái, đồng thời cái thời gian sạc đó, nó sẽ giảm xuống liền nha tùy b của mình đó bạn b là công suất đó là sao bạn điện áp nhưng với cường độ điện ha tùy cục công sạc nhanh đó nó sẽ thiết kế theo uh, có hai loại một là nó tăng điện áp lên hai là nó tăng cường độ dòng điện lên. Thì nó làm cho thời gian rút ngắn nha các bạn. Thì trong trong cục sạc nhanh đó các bạn, đây nè. Nó sẽ có một con IC nha các bạn. IC này IC quản chiu quản lý cái dòng sạc nha các bạn. IC quản lý dòng sạc và là điện áp sạc á. Điện áp ra các bạn, VO nè. Điện áp ra nó khoảng uh, 9 đến 12 V các bạn. nếu mà cục sạc nhanh ha đối với cổng usb type c các bạn nhất là đối với sạc samsung á nó sẽ tăng điện áp nha các bạn còn đối với sạc mà oppo ấy, voc nó tiêu, theo tiêu chuẩn của oppo và là voc ấy, thì cái cái nó sẽ tăng dòng điện lên nha các bạn cường độ dòng điện á nó sẽ tăng lên lên khoảng ba năm ba ba không ạ thì cách nhận biết là sao cách nhận biết là trên cái củ sạc các bạn trên cái thân này nè trên cái thân này nè các bạn đây nè nó sẽ ghi ghi nha các bạn ghi cái mức điện áp hoặc đường lượng điện ngoài ra các bạn chú ý đến công suất nha ở à, ví dụ các, các bạn nên khi các bạn mua mua cục sạc về các bạn lựa chọn à, cái công suất của nó nha công suất càng lớn thì cái thời gian nó càng, càng nhanh nha các bạn nên chưa các bạn chọn công suất công suất lớn lớn nha cho mình nha mặt khác á cái điện thoại nha các bạn cái điện thoại mà các bạn sử dụng sạc nhanh đó, nó phải hỗ trợ nha các bạn nó phải support nó sẽ phải support sạch nhanh nha. Nó có bây giờ nè Các bạn mua cái cái các bạn đọc cái uh, data sheet hoặc là cái thông số của nó các bạn. Thông số ghi, ghi trên cái vỏ máy hoặc là các bạn tra gì trên mạng á là nó sẽ ghi cái cái model đời máy này á của hãng này á nó sẽ có support hỗ trợ sạch nhanh hay không nha các bạn. Là nó thông thông cái thông số hết ra. rồi các bạn nên mua các bạn nên mua ví dụ cái hãng Samsung á các bạn nên cục sạc Samsung nha các bạn. Đồng bộ hết nha là một cái củ sạc ấy, các bạn có chọn chọn lựa cái củ sạc Samsung nha cùng đồ hoặc là nếu các bạn sạc Oppo Oppo thì các bạn mua cái củ sạc uh, sạc nhanh của Oppo nha các bạn. Tại vì nó tăng cái hiệu quả nha các bạn. Tại vì mỗi cái hãng nó chế tạo cái dùng nó dùng phương pháp là tăng điện áp và tăng dòng nó khác nhau ha. Có những hãng người ta sẽ tăng điện áp lên hoặc có những hãng người ta sẽ tăng cường độ điện lên. Nên mỗi cái model đời máy các bạn cái cái hãng chế tạo á thì dụ các bạn, nếu các bạn uh, xài Oppo đi, Oppo thì các bạn mua cái cục sạc sạc nhanh của Oppo nha các bạn. Mua cục sạc nhanh của Oppo uh, có xài Samsung á các bạn uh, mua cục sạc nhanh của Samsung ha, Huawei hay, hay uh, Xiaomi, Xiaomi gì cũng vậy ha. Nên các bạn chú ý đến uh, cái vấn đề cái cái máy mình sẽ phải support cục sạc nhanh. Và cái các bạn mua một cục sạc nhanh. Các bạn cái, cái phần quan trọng không kém á các bạn là cái cáp nha. Cái cáp USB nha các bạn đây là cái cáp USB á, cái cáp USB đi kèm cái cái củ cái, cái sạc nhanh á, cái củ sạc á, nó phải đồng bộ hết nha các bạn, toàn bộ đồng bộ nha. Thì bên trong á, cấu tạo bên trong cái cáp USB này á, là có mấy sợi dây đồng nha các bạn, dây đồng mà tuy nó nếu mà các bạn mua hàng kém chất lượng á hoặc là hàng chưa nổi ngoài thị trường á, nó không không đảm bảo nha các bạn, Vì cái, cái, cái lỗi dây đồng nè, nó sẽ cái nó sẽ mỏng à, cái lỗi tiết diện các bạn nó chỉ chút xíu nó chút xíu nó có sao làm ảnh hưởng đến cái cái cường độ hoặc là cái cường độ điện các bạn hoặc là cái điện áp sạc mà bên trong nha các bạn nếu các bạn chú ý ngoài cái tiêu chí mà các bạn chọn mua cái điện thoại nè à, chọn mua cái củ sạc mua củ sạc nhạc phù hợp cho với cái điện thoại của mình đó thì các bạn cũng cần chú ý lưu ý cho mình cái cáp usb này nha các bạn như các bạn cái máy của bạn á dù dùng uh, usb type c á hoặc là cổng lightning đó các bạn đó các bạn phải chú ý chú ý về vấn đề mà cáp USB này nha các bạn nên mua các bạn mua mua nên tốt nha đừng có mua lại uh, rẻ tiền á Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái chất lượng sạc nha các bạn là như vậy trong video này nha mình sẽ đã mình đã hướng dẫn các bạn nha cái cái cách sạc hiệu quả nha các bạn sạc, sạc như sạc sạc uh, cho pin cục pin mới các bạn mua về là sạc ba lần chuối là ba lần 8 tiếng nha các bạn ba lần đầu 8 tiếng nha lần sau là các bạn sạc bình thường nha nó khoảng càng khoảng 10 10 phần trăm hoặc 15 phần trăm pin là các bạn cứ cấm sạc vô sạc bình thường sạc khi nào cho nó đầy pin rồi các bạn rút ra các bạn xài ha hạn chế cho mình là vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại nha không nên nha các bạn nó sẽ làm uh, giảm cái tuổi thọ của pin nè rồi làm nóng máy hoặc là làm uh, phù pin nổ pin nha các bạn còn cái thứ hai cái vấn đề thứ hai á, mình đã hướng dẫn các bạn á, Là cái cách Chọn cái uh, Lựa chọn cái cục sạc nhanh nha các bạn Cái cục sạc nhanh đó Ngoài cái yếu tố nha cái Yếu tố và uh, trên uh, trên cục sạc nhanh đó, nó ghi cường độ dòng điện với điện áp đó các bạn Còn các bạn nên chú ý cái công suất lên, lên cho mình nha Công suất của cái cục sạc nhanh đó các bạn hỏi á, ra ngoài người ta hỏi Ủa cái cục sạc này nó công suất bao nhiêu Đúng không Ví dụ như cái, cái cục sạc các bạn xài máy Apple đi à các bạn lựa chọn cái cục sạc nhanh là Apple nhưng mà Apple nó sẽ có mấy loại nha các bạn ở à, ví dụ cái và cái công suất của nó là khoảng hai mươi mấy watt năm mấy watt à các bạn ví dụ các bạn thích cái thời gian sạc nhanh á thì các bạn sẽ chọn cái loại năm mấy watt nha các bạn nó giảm cái thời gian sạc nào bạn giảm xuống nhà nhiều nha nên các bạn cứ chú ý cho mình cái công suất nha ngoài cái cường độ dòng điện của điện áp ra trên cái cái tem mà cái cục cục sạc nhanh đó nào trên cái tem này nè nó sẽ ghi uh, cái thông số hết nha các bạn nếu các bạn chơi rồi các bạn nên uh, lưu ý cái công suất cho mình nha các bạn nên mua cái cục sạc càng lớn nha các bạn điện vì cái công suất càng lớn á là cái điện áp với cái điện, dòng dòng điện nó sẽ lớn càng lớn hơn nha các bạn nó sẽ tăng ấy uh, ví dụ Oppo nó sẽ tăng dòng lên nha các bạn dòng quá bình thường là 3 hoặc năm ampe rồi nhiều khi nó tăng lên khoảng 6 hoặc bảy ampe nha các bạn nên cái thời gian nó rút ngắn cái thời gian sạc lại nha các bạn nên đây là tiêu chí cho những bạn nào mà cần cái thời gian uh, cần sử dụng uh, điện á các bạn cần sử dụng điện thoại á điện thoại trong thời gian rất ngắn mà các bạn muốn cái dung lượng pin á, nó nó nạp đầy nhanh liền cho mình đó là các bạn nên lựa chọn nha các bạn lựa chọn cái công suất sạc nhanh cho mình nha nó phù hợp với nhất là các bạn nên chọn cái hãng nào á thì các bạn nên chịu sử, sử, dụng cái cục sạc đó nha các bạn ví dụ samsung á nó sẽ tăng nó dùng phương pháp mà tăng điện áp nha các bạn tăng điện áp thì các bạn không nên dùng cái sạc bò nha các bạn để tăng dòng điện ha. Mặc dù sạc vẫn được nha các bạn, sạc với nhau ok nha. Nhưng mà nên đồng bộ với nó nha tại vì trong bên trong á con chip của bạn bên trong CPU nè, bên này con đi coi là con IC nè, IC nó quản lý cái cường độ dòng điện hoặc là cái điện áp sạc nha các bạn. Khi mà các bạn còn bên trong cái cái điện thoại của bạn nữa, nó sẽ có cái CPU của các bạn nó sẽ nhận biết được cái cái nào nó support nha các bạn. Hỗ trợ sạc nhanh hay không á rồi nó nó sẽ điều 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 chỉnh cho nó nó phù hợp nha các bạn nói chung là hai giữ cái cái điện thoại nha các bạn như cái điện thoại này đây đây là cái điện thoại đây của cái cục sạc nhanh nó sẽ đồng bộ với nhau cái con này nè IC với trong CPU này nè nó sẽ đồng bộ với nhau nha các bạn nó đi nói chung nó đi theo một cặp với cụ hãng người ta chế tạo hãng rồi chế tạo từng cái model đó là nó sẽ đi chung với nhau nên các bạn lưu ý cho mình nha nên ví dụ cái máy nào á thì cụ xài cục sạc đó ha ngoài ra cái vấn đề quan trọng khác không kém là cái cáp USB nha. Cái cáp USB bị quan trọng các bạn, nên xài cáp chính hãng nha. Là ok. Nó sẽ giúp cho các bạn sạc nhanh là đúng theo cái cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất nha. Chứ còn nếu mà các bạn xài cái cáp lô á, cái cáp lô nó không đảm bảo đâu. Nó sao không đủ cái dòng hoặc là nó nó cái dòng điện nó bị cản trở, nó không có tốt nha các bạn. Nó làm mà hạn chế cái quá trình sạc nhanh của mình ha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn Các bạn có mình uh, có cái yêu cầu hay cái thắc mắc đó? Có ý kiến gì đó? các bạn cứ để lại comment dưới video nha Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau Rồi chào các bạn nha